bé trai 9 tuổi la hét đuổi theo tên cướp ở thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện không có người lớn ở nhà, người đàn ông yêu cầu bé trai cho mượn điện thoại để chụp hình. Khi cầm được điện thoại, người đàn ông liền lái xe bỏ chạy. Ngày 7 tháng 10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một bé trai 9 tuổi vừa khóc vừa chạy bộ trong con hẻm đuổi theo người đàn ông cướp điện thoại. Qua xác minh của phóng viên, vụ việc xảy ra tại hẻm 65 Nguyễn Thị Căn, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh chị NLNT, 32 tuổi, ngụ quận 12, cho biết bé trai trong đoạn clip là cháu ruột của chị, tên NLPHN, 9 tuổi. Trong ngày 5 tháng 10, N cầm theo điện thoại sang nhà bạn gần nhà trong hẻm 65 Nguyễn Thị Can chơi. Lúc này một người đàn ông chạy xe máy tới dừng trước nhà. Người này họ mua camera, chủ nhà làm nghề lắp đặt camera. Thấy không có người lớn, người đàn ông kêu hai bé trai cầm điện thoại ra cho mượn để chụp hình. Khi bé trai vừa đưa điện thoại, người đàn ông cầm rồi lái xe bỏ chạy, Bé nồi chạy bộ đuổi theo khoảng 200m trong vô vọng. Gia đình đã tới công an phường Tân tới hiệp trình báo vụ việc. Công an phường đang trích xuất camera an ninh để truy xét nghi phạm, người thân nạn nhân cho biết